Ok, như cái tiêu đề của cái clip thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhân vật của chúng ta là một cái thây ma chết trôi sông, một cái xác chết trôi lền đền nha các bạn. Như ở đầu clip các bạn vừa xem đó, nó rất là đơn giản, không có gì khó đâu các bạn. Để thực hiện được thì các bạn phải cần chuẩn bị cho mình hai cái món đồ nhất định các bạn phải có. Cái thứ nhất đó chính là hồ bơi, và cái thứ hai đó chính là một cái chiếc ghế bất kỳ nha các bạn, một cái chiếc ghế mũ bất kỳ nha. Sau khi các bạn có được hai cái món đồ nội thất là cái chiếc ghế và cái hồ bơi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn cái vị trí để chúng ta thực hiện nha. Các bạn hãy lấy cái chiếc ghế ra và đặt sát vào cái vách tường và chống ngược cái chiếc ghế lên giống như ở trên video các bạn đang xem đó. Tiếp theo đó các bạn di chuyển cái hồ bơi lại gần cái chiếc ghế và các bạn lắp đặt làm sao mà cho cái phần ghế nó bị khuất vô trong cái hồ bơi là ok. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn như video của mình là được 100% nha các bạn. Sau khi các bạn đã lắp đặt thành công, công việc tiếp theo á là chúng ta sẽ lên ngồi thử cái chiếc ghế này để xem có hiệu quả hay không nha. Nếu mà các bạn lên ngồi mà các bạn thấy là các bạn đang nằm ở dưới nước như thế này là ok rồi ha. Tiếp theo các bạn hãy bấm vào cái phần một đó chính là tiệc tại nhà. Các bạn hãy mở cái buổi tiệc tại nhà của các bạn nha. Rồi sau khi mở tiệc tại nhà thì các bạn sẽ thấy nhân vật của các bạn nó sẽ thay đổi nha. Bạn nào mà mở cái nhân vật tại nhà mà các bạn thấy cái nhân vật của các bạn thay đổi mà nó nổi lên đàn như là các bạn, nổi lên đàn giống như là cái xác chết, cái thây ma, như vậy là các bạn đã thực hiện thành công rồi đó. Còn bạn nào khi thực hiện mà mở tiệc tại nhà mà các bạn không thấy cái nhân vật của các bạn nó nổi lên đàn giống như cái nhân vật của mình thì các bạn đã thực hiện sai một cái bước nào đó rồi đó nha. Chắc hẳn là các bạn đã đặt sai cái vị trí của chiếc ghế rồi đó, do đó các bạn hãy xem kỹ lại clip và thực hiện lại một lần nữa ha. Còn nếu khi mà các bạn mở tiệc tại nhà mà cái nhân vật của các bạn nó nổi lên đàn giống như một cái xác chết trôi sông cũng như là một cái thây ma thối rữa thì ok rồi nha các bạn. Thế đó các bạn muốn cái xác chết của các bạn nó nằm theo một cái hướng khác thì các bạn chỉ cần vào phần điện thoại, sau đó các bạn vào phần máy ảnh nha và quay một cái hướng bất kỳ thì nhân vật của các bạn nó sẽ thay đổi hướng nha. Nó có thể là nằm ngửa nè, nằm úp nè, nằm sấp nè, nói chung là đủ kiểu hết các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn kết thúc, muốn nhân vật trở lại bình thường thì chúng ta chỉ cần là đóng cái buổi tiệc tại nhà là ok nha. Rồi, nội dung clip của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.